Xin chào các bạn, trong phần này Đạt sẽ giới thiệu cho các bạn biến và tên của biến. Thì trong cái phần trước các bạn đã học về print để in ra một cái dòng chữ và các bạn học về match, nghĩa là các phép toán cộng trừ nhân chia. Thì trong phần này Đạt giới thiệu cho các bạn về biến. Biến là gì? Biến là một cái tên thôi để nó chứa được những cái thông tin khi bạn lập trình. Ví dụ như bạn muốn chứa là số tiền, số tuổi, tên của một ai đấy, hoặc là cái tình trạng của một chương trình, thì biến là một cái thành phần cơ bản nhất của trong lập trình. Thì người ta dùng biến để mà trao đổi dữ liệu và tính toán dữ liệu. Ví dụ như mình muốn muốn lưu trữ số lương của một người nào đó, hoặc là thông tin của một công ty nào đó, thì mình sẽ dùng biến. Trong Python thì cái việc khai báo biến nó cực kỳ đơn giản. Và mình trước khi mà mình đi vào cái bài số 4 này thì tác giả có ba cái điều muốn nhắc nhở mọi người là khi mà mình gặp khó khăn thì mình nhớ là mình comment lại ở phía trước mỗi cái dòng code của mình là cái đoạn code này làm cái gì. Thì khi mà mình viết ra như vậy thì mình sẽ hiểu được là cái đoạn code nó giúp mình giải nghĩa được cái đoạn code này và sẽ giúp cho mình giải quyết được vấn đề nếu mà vấn đề là khá là đơn giản. Nếu mà phức tạp hơn thì các bạn phải lên dạy nhau học hỏi thôi, hoặc là các bạn phải đọc cái file từ dưới lên trên, hoặc là khi các bạn đọc các bạn phải đọc to lên để mà mình tự mình nghe thấy được. Về phía dạy nhau học thì nếu các bạn muốn đặt câu hỏi hay là xem câu hỏi Python thì các bạn đăng nhập vào, các bạn bấm vào biểu tượng này, bấm vào cái chữ tag, và đây mình có cái tag Python. Các bạn bấm vào Python thì các bạn sẽ thấy được tất cả những cái bài liên quan tới Python. Thì trong này mình có ví dụ bài số 0, số 1, số 2, số 3 có đầy đủ các bài rồi. Thì khi các bạn click vào thì các bạn có thể xem Python ở ngay trên cái bài đầu tiên ở đây. Hoặc các bạn có thể đặt câu hỏi bằng cách là bấm vào nút, ví dụ như nút reply đây. Hoặc nếu muốn trả lời một cái post nào đó thì các bạn bấm vào đây. Thì nếu các bạn thắc mắc về gì về vấn đề mà cài đặt Python thì như bạn Nhạc Long đang bị, đó là khi bạn đã cài ở ổ E chứ không phải là ổ C thì bạn không thể nào mà chạy cái lệnh set environment để chạy được Python. Thì nếu mà các bạn có cùng thắc mắc thì các bạn nên vào đây đọc và sửa lỗi của mình. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Giờ mình sẽ vào cái phần Python ở đây. Thì phần này là code mà tác giả muốn mình gõ thử vào trong chương trình của mình, đánh máy lại để có thể hiểu được chương trình. Thì bây giờ Đạt đã chuẩn bị sẵn một cái file Python rồi. Thì bây giờ cho các bạn coi nha. Thì trong lần này Đạt đã cố tình lưu trữ cái file là SM mà exercise 4 anh đặt ở đây luôn rồi, và đặt tên thành Python để cho nó có màu. Bây giờ Đạt sẽ bắt đầu gõ chữ vào cho các bạn coi.
Rồi bây giờ Đạt đã đánh máy xong, có vẻ là hơi mệt mỏi với cái phần đánh máy này. Và phần tiếp theo là phần kiểm tra lại, coi thử là mình có đánh bị thiếu gì không. Car each in car passengers average about what need. Okay, print today have to passengers we have before today và dấu chấm. Và nhớ chấm ở đây capacity. Wow, mình sai cái biến này thì nó là capacity vì sai chính tả, thì khi mình sửa lại mình phải sửa lại ở đây luôn. À, các bạn để ý nha, ở đây là mình sửa ở phía dưới thì mình phải sửa ở trên luôn. Transport can today cannot driven there will be driver available driver there's only available car there are. Tiếp theo là driver's car passengers. Ở đây mình cắt ra một cái cho nó dễ nhìn. Passenger average passengers per car space inside car driven cars capacity carpool drivers car driven driver cars cars not driven passenger driver 34 car 100 cars. Ok, các bạn đã ổn rồi. Lúc mới học lập trình thì quả nhiên là khá là mệt mỏi, nhưng mà về sau thì các bạn sẽ thoải mái hơn. Bây giờ mình có một điểm chú ý nữa là cái dấu này, underscore là cái gạch chân á, là đây gọi là underscore characters, thì cái dấu này chỉ dùng để đặt tên biến thôi, nó không có ý nghĩa gì. Mình sẽ thay thế cho khoảng trống được, tại vì trong tên biến mình không thể đặt khoảng trống, cho nên là mình dùng cái dấu underscore này, dấu 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 gạch chân này để mà thể hiện cho cái khoảng trống. Và bây giờ mình sẽ chạy thử cái exercise 4 và thử nó sẽ ra như thì như nhiều lần trước thì mình sẽ bấm là Ctrl R và bấm Power Cells, và mình sẽ di chuyển tới cái folder có cái file code của mình. Để mất thì đợi mất thời gian thì Đạt sẽ đánh sẵn ở đây và bấm Enter. Bây giờ là sẽ chạy thử cái file Python exercise 4 chạy, thì nó sẽ ra được như thế này, là bây giờ mình sẽ có là 100 cái xe ô tô, trong đó có 30 lái xe và 70 cái xe còn trống hôm nay, và sẽ vận trợ vận chuyển được 120 người. Và mới gặp cái chữ carpool lần đầu nên cũng không biết nó gì, mới Google thì cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà mình thử coi thử cái carpool là cái gì. Thì ở đây mình thấy cái carpool capacity là nó sẽ bằng số lượng tài xế, số lượng tài xế nhân cho số chỗ có trong một chiếc xe, thì có lẽ là số số người mình có thể chở được chẳng hạn. Nó không quan trọng lắm, tại vì ở đây mình chỉ cần biết là cái số 90 nó xuất hiện ra ở đây thay thế cho cái chữ carbon capacity là được. Và chúng ta cần phải bỏ mình phải nói chung là trên mỗi cái xe nó sẽ có 3 người, bởi vì có một người là tài xế mất tiêu rồi mà cái xe nó chỉ chứa được 4 người. Vậy là mình đã chạy được một cái chương trình khá là ổn, giống y chang như cái của tác giả ở đây. Thì vấn đề đặt ra là các bạn có thấy điều gì hay ho ở đây? Thì mình nói luôn là dễ dàng nhận thấy là cái giá trị 100 ở đây nè, nó gắn vào, nó sẽ được chứa vào trong cái care này, và khi care này á được đặt ở đây thì cái giá trị này sẽ được in ra thay thế cho mình. Việc viết 100 thì mình viết cái giá trị care ở đây thì nó sẽ thay thế vào bên trong. Thì cái cách mà mình in ra một giá trị rất là đơn giản đúng không, mình chỉ cần đặt dấu phẩy và viết cái tên biến vào trong đấy thì nó sẽ in được cái giá trị nằm chung với cái dòng những cái chữ khác trong cái biến của mình. Trong cái dòng print của mình, và nếu mình muốn ghi thêm thì mình phải thêm một cái nữa và mình ghi cars available. Phần hướng dẫn này tương đối đơn giản, mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.